Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hôm qua thì mình đã khởi đầu với một cái ngôi nhà bằng cây gỗ đước. Mình thấy loại gỗ này á, xây nhà rất là đẹp á. Và mình cũng đã trang trí sơ qua bên trong nội thất của ngôi nhà mình bằng một cái chỗ nấu đồ nè, chỗ ngủ và ở phía trên. Trên gác này sẽ là cái chỗ kho chứa luôn á. Một ngôi nhà tuy bé thôi nhưng mà cũng khá là đầy đủ tiện nghi cho mình sử dụng trong thời gian sắp tới rồi. Hiện tại ở phía bên ngoài này thì còn khá là trống, thế nên là mình đã trang trí thêm một ít cái thùng, vừa làm kho chứa nè và vừa để trang trí luôn. Ở đây thì còn cái chỗ rễ cây đước này, mình thấy nó khá là hay là vì nó có thể chứa được nước. Thế nên là bây giờ mình sẽ bắt cá, rồi sau đó mình sẽ cho vô trong đó giống như là một cái bể cá mini vậy. Nhưng mà gần đây không có cá rồi. Hôm qua mình cũng có bắt được cá nữa nhưng mà mình lỡ thả ở trên mặt nước lâu quá cái nó dậy đành đạch xong nó ngẫm củ tỏi rồi. À đây có cá rồi. Bắt cá này đi, cá này nhìn đẹp hơn nè. Bắt một cái. Rồi, giờ thì về nhà và cho vô cái bể cá bằng rễ cây đước của mình thôi. Khá là hay ha. Đây, mình sẽ cho vô đây. Tèn tèn. Vậy là xong rồi. Một cách làm bể cá cực kỳ nhanh chóng và đơn giản á. Rồi, và công việc trong ngày hôm nay của mình chủ yếu là mình sẽ có một chuyến đi mai để tìm thật là nhiều kim cương ha. Hôm qua thì mình chỉ tìm được có 5 viên thôi, mà trong đó là 2 viên là tìm được trong cái xe mỏ rồi. Tính ra mình đào được có 3 viên thôi á, cũng hơi ít. Nên là hôm nay mình sẽ ráng tìm nhiều nhiều hơn. Chủ yếu là mình sẽ gom và làm một bộ giáp kim cương. Đó chính là mục tiêu của mình trong ngày hôm nay á. Còn bây giờ thì lên đường thôi. Và trước khi lên đường thì để mang theo ít gỗ cái đã, để có gì mình còn làm thêm đuốc các thứ đồ nữa. Đây, lấy thêm than nữa ha. Rồi, đi được rồi đó. Đồ ăn như đây không biết có đủ không nữa. Ủa, mình lo về cái vấn đề đồ ăn ghê á. Mình hết sạch rồi. Chắc vừa đi đào kim cương á, mình sẽ tìm thêm những cái vùng đất có cừu bò các thứ rồi. Rồi mình sẽ săn thêm thịt á, rồi đem xuống dưới hang mình nấu ra mình ăn chứ. Nhiều đầy bánh mì mình nghĩ là không đủ để chúng ta dùng trong cái chuyến đi này đâu. Ồ, mà giờ mình mới để ý là dưới cái mặt hồ này là một cái hang hay sao á. Kìa, có mấy con mực phát sáng kìa. Wow. Tính ra ở dưới hang này là cũng rộng lắm nè. Được. Để mơ mốt mà mình có điều kiện hơn, có thuốc thở dưới nước nè, thuốc nhìn trong bóng tối, rồi mình sẽ khám phá cái hệ thống hang ở dưới mặt hồ sao ha. Còn giờ thì đi qua cái vùng đất khác đi, chứ cái vùng đầm lầy này mình thấy đào nó không có được hên cho lắm. Quá trời cụ bò luôn nè. Nhưng mà chỗ này xa nhà mình ghê á. Ấy, gần nhà mình chắc mình cũng kiểu như là dẫn về nhà nuôi luôn. Nhưng mà xa quá nên thôi, mình thịt trước đi ha. Nào, mình gặp mấy con cừu con bò gần nhà mình thì mình dẫn về sao cũng được. Giờ chú ý là mình kiếm thức ăn để mình mang theo cho cái chuyến đi mai mình mà. Nhất là bò nè, bây giờ mình gặp bò nè mình phải thịt nha. Để mình còn lấy thêm da bò, sắp tới làm bàn cường hóa cúp vũ khí rồi áo giáp lên nữa. Hợp lý luôn. Ui, sao ở đây nó cháy ghê thế. Chú cha. Cháy ghê ấy. Ai. Mình sẽ chừa cái hồ nhung nham này, mơ mốt mình còn có công chuyện để dùng nữa ha. Nên mình không có dập nó đâu. Mình chừa lại cái hồ nhung nham đó đi. Rồi, và sau khi săn được một mớ thịt thì mình đã tự tin hơn cho cái chuyến đi mai lần này rồi đó. Mình sẽ bám trụ được lâu hơn ở dưới hang á, không sợ đâu. Lại gặp thêm một cái hang ở dưới mặt nước nữa nè. Sao nhiều hang dưới mặt nước thế nhờ. Để mình chơi lớn mà lặn dưới mình coi thử coi có gì dưới này không. Có lưu ly. Hang cùng. Qua đây coi, còn đường đi không? Bên đây cũng hang cùng luôn. Ôi sao toàn là hang cùng không vậy? May mà nó vẫn còn cái đường để cho mình đi lên đó nha. Không là mệt mỏi nữa rồi. Rồi giờ thì mình sẽ tìm một cái chỗ hang nào nó dẫn sâu một xíu xuống dưới lòng đất luôn. Bên đây có không? Ở bên đây là cái hang hồi nãy. A few moments later. Có vẻ là mình tìm được một cái hang
Lý tưởng rồi. Quay quay quay, hợp lý nha. Đừng có hang cùng. À không, cái hang này không lý tưởng như mình nghĩ đâu. Sao toàn là hang cùng không vậy? Chắc mình tự đào một cái hang để mình đào khoáng sản luôn quá. Chứ đi tìm kiểu gì nãy giờ chưa gặp được bất kỳ một cái hang nào mà nó ok hết. Toàn hang hang tịt thôi. Quay cái chỗ này nhìn thoáng đãng ấy nha. Ủa, hình như lúc đầu mình quyết định xây nhà hơi vội rồi. Phải mình tìm thấy khu này sớm hơn thì nó lại là một câu chuyện khác rồi. Muộn rồi. Lỡ phóng lao rồi theo lao luôn chứ biết sao giờ. Có gì mai mốt mình có điều kiện thì mình qua đây mình xây sao cũng được ha. Ồ, ở đây rồi. Mình đã tìm thấy một cái hệ thống hang có vẻ là nó to hơn rồi nè. Wow. Được nha, hơi bị rộng luôn. Có khoáng sản nè, bắt đầu mình cày cuốc được rồi đó. Nhưng mà bây giờ mục tiêu chính của mình vẫn là kim cương nha. Sắt chỉ là phụ thôi. À, đối thủ đầu tiên của mình trong cái hang này là con zombie. Đi ra chỗ khác. Đối thủ này hơi bị lì nha. Rồi, mình có thể bắt đầu lấy thêm vàng rồi nè. Được quá ta. Có lưu ly đồ nữa cơ. Nhưng mà tiếc là không có kim cương ở đây. Đằng kia có không? Đằng kia có vẻ cũng không có kim cương luôn. Ở đây mình thấy có Enderman nè. Có nên làm liều không? Làm liều vì một cái viên ngọc Ender thôi. Mình nghĩ là nên á. Được. Mình sẽ qua đó để cà khịa Enderman á. Hơi căng á. Ủa? Có kim cương luôn. Oh, Enderman may mắn rồi. Nhờ ý định qua khịa Enderman mà mình đã có được một cái quặng kim cương khá là bự đây. What? Cuộc đời! Có mẹ cuộc đời! Mới tìm được cái quặng nó có hai viên kim cương. Bị con Ripper nó nổ một phát bay hết một viên rồi. Buồn luôn. Xu luôn. Cỡ rài mình nhân phẩm của mình bị làm sao ấy nhờ. Xui đủ điều luôn á. Rồi Enderman rồi. Bây giờ Enderman cũng biến mất luôn rồi. Rồi luôn, mất cả chì lẫn chạy luôn. Vừa mất kim cương mà vừa mất Enderman luôn chứ. Nhưng mà không sao, mình sẽ không có bỏ cuộc đâu. Ủa, khoan. Đây là... À, đây là cái quặng Amethyst nữa. Mình có thể vô đây để lấy những cái Amethyst mang về để xây dựng rồi làm ống nhòm các thứ rồi ha. Cũng ok này. Được quá ta. Vô đây luôn. Ủa nhưng mà hơi ít nha. Và cái hang này nó đang dẫn xuống rất là sâu luôn. Hiện tại mình ở tầng âm thứ 32 rồi. Ờ và đây. Kim cương đây rồi. Lần này là mấy quặng. Lại là một. Ồ, lại là một tiếp. Sao mình có duyên với con số 1 vậy ta? Thôi nào, 2 đi nào, đừng 1 nữa nào. 2 đi mà. Ui dồi, bây giờ con zombie mà nó còn cầm vũ khí lên, nó định tấn công mình mà. À đây rồi, 2 đi rồi. 2 quặng kim cương. Có quặng thứ 3 không? Có thứ 3 không? Không à. Chỉ có 2 thôi ha. Nhưng mà không sao. Đó là dấu hiệu của sự may mắn lên rồi đó. Mình đang bắt đầu may mắn hơn rồi. Ok. Trước khi đi tiếp thì để mình lấy một mớ thịt vừa nấu ra cái đã. Cho xong đi ha. Có thêm thức ăn để tiếp tục cái hành trình kiếm thêm kim cương thôi. Chứ với cái đà mỗi lần tìm được có một quặng kim cương, hai quặng kim cương như vậy thì rất là lâu á. Thì mình mới đủ để làm được một bộ giáp đây. Nhưng mà không sao, kiên trì mới được. Cần cù thì bù may mắn mà. Ok. Gặp lại Enderman, Hello. Nãy thì không quấn được Enderman, giờ phải quấn được mới được. À, thì ra mày chọn cái chết. Ouch. Ouch. Hơi ẩu rồi. Xin lỗi. Ui, Enderman tính nóng vậy.
Ồ, vậy mà không cho người ta Ngọc Ender. Quýnh mình muốn ngất ở dưới đây luôn. Uầy, đúng là không nên cà khịa Enderman nha, rất là nguy hiểm tới tính mạng đấy. Tí nữa thì đi rồi. Hên là còn có cái khiên á. À, phía sau cái lớp nhung nham kia là quặng kim cương. Thấy rồi nha. Tí nữa thì bỏ lỡ rồi. Qua đây, qua đây. Mình sẽ hốt liền hai cái quặng kim cương đó ha. Đó, đó, bắt đầu nhân phẩm mình nó khá hơn rồi đó. Gặp một lần hai quặng như vậy là phải, có phải là ok hơn không? Rồi, hy vọng là ngoài hai thì nó sẽ cho thêm một nữa nha. Ba đi, ba đi. Ba đi. Ui, ba đi mà. Ui, chỉ là hai thôi. Tiếc chạy. Thôi kệ, cũng được, cũng được. Gần hư khiên rồi. Ui, hư khiên luôn rồi. Oh no. Không ổn, mình phải. Ê, ê. Ở phía trên kia có kim cương nữa kìa. À, được nha. Bây giờ mình sẽ làm một cái lò ở đây mà để mình nung sắt trước đi. Rồi sau đó mình lên trên kia mình lấy kim cương ha. Hợp lý luôn. Ê, nhưng mà mình hết than rồi. Oh no. Hết than mất rồi. Ok, dùng gỗ đâu cũng được đi, chắc không sao đâu. Rồi dùng gỗ đi ha. Giờ thì trèo lên trên đó để chúng ta lấy kim cương nào. Không biết là mấy quặng đây. Mình nghi là một lắm á, nãy giờ toàn một quặng không à. Chắc lại là một tiếp rồi. Đây. Mấy đây? Một. À, chỉ một thôi. Tập đếm nhưng mà tới một là xong rồi, sao kỳ vậy? Ước gì được tập đếm tới 4, tới 5 đồ á. Tới 6 cũng được. Tập đếm như vậy là toàn. Ok, giờ thì mình đã có thêm một ít sắt để chúng ta có thể làm thêm khiên rồi. Cái con xương này nó bào cái khiên mình ghê quá. Đây rồi. Mấy đây? Một thôi hả? Thiệt luôn. Trời ơi, gọi luôn á. Mình nhỏ tới vậy sao? Ví dụ gặp một quặng kim cương á, một lần thì không nói, hai lần thì không nói. Đằng này mình gặp 3, 4 lần, 5, 6 lần rồi. Vẫn là một thôi. Coi cơ, 8 viên rồi đó. 8 viên tức là mình gặp hình như là 7 chỗ một quặng rồi đấy. Thì cái tên. Bên đây còn không? Ồ, bên đây cũng không còn quặng kim cương nào luôn. Ê, khoan khoan khoan, từ từ. Bên đây mình thấy có slime này. Ồ. Ê, con creeper đi chỗ khác hồi nãy người phá cái khối kim cương ta là ta không thích người đó. Ui, farm slime cũng không rơi ra cái bóng chất nhờn luôn. Cái gì vậy trời, cái nhân phẩm mình mắc nhỏ luôn rồi. Ê, ê, ê. Đây rồi, hai quặng kim cương. Chắc đây là cảm giác đã nhất trong ngày á. Đừng có mất nữa nha, đừng có con creeper nào lại phá của tôi nữa nha. Một, hai, không có quặng thứ ba. Ai, không sao, đó là bước đạp để chúng ta đi tới những cái quặng kim cương to hơn nhá. Chứ nãy giờ đào một quặng là buồn ngủ lắm rồi đó. À, đây là một cái ngục tối. Mình phát hiện ra ở đây nó có một cái ngục tối này. À, làm spawn của zombie nè. Phong ấn lại. Cho mình sát quét cạnh cấp độ 3. Yên luôn. Hạt dưa hấu. Hạt dưa hấu đó có nên lấy không ta? Tại vì mình cũng gần cái chỗ rừng á, nên chắc cũng có hạt dưa hấu thôi. Mình sẽ không lấy ha. Ồ, giáp ngựa kim cương rồi nữa nè. Ai chà chà, ai chà chà, giờ mình phải vứt cái gì rồi? Nhiều đồ quá, quá trời nhiều đồ luôn rồi. Vứt bớt thịt zombie đi. Ok. Hạt củ dền, cái này thì mình chưa có nè, chắc mình sẽ lấy hạt củ dền á. Rồi. Vô tình phát hiện ra được cái ngụm tới cũng ok. Gì đây, nhung nham hay là gì đây? À, mấy cái này là mấy cái rêu phát sáng à. Trời. Boy. Ô, cái gì đây? Ôi. Ôi, mình vừa gặp hình như là 3-4 con creeper lượt đúng không? Cái gì? Ui, mình mà đi nhanh thêm một bước nữa chắc là nó nổ banh xác mình thiệt á. Không được. À,
trong cái gũi nó có kim cương nha. Ở đây có kim cương này. Thì ra là nó ngăn cản mình lại lấy kim cương. Mấy con Reaper khốn kiếp, sao mà cản bước được. Lọc ra mình. Lụm kim cương liền. Rồi chúng ta đã có 11 viên rồi đó. Đúng là kiểu tích tiểu thành đại luôn á. Trời đất ơi, đào một lần có một viên thôi mà được kiếm 11 viên rồi nè. Lại thêm một cái khu mỏ và... Trước khi bước vào khu mỏ thì để mình xuống mình lấy cái quặng kim cương đó đã. Từ từ, thêm một quặng ở đây nữa. Nhưng mà căng quá, để mình xử mấy con... Cho mấy con này đi xuống dưới trước. Rồi mình mới xuống lấy cho nó an toàn ha. Chứ nó canh me canh chua gì hơi nguy hiểm. Rồi để xem đây là mấy quặng đây. Mình dám cá luôn là một quặng tiếp này. Kiểu gì trả một. Đấy biết ngay mà. Biết thừa luôn. Cho gì đâu cho người ta có một quặng hoài. Thử có ngon cho hai quặng đi. Trời tưởng thế nào. Nguy hiểm nha. Ở đây là nhung nham á, không giỡn được đâu. Rồi và thêm một khu mỏ nữa. Để mình vô mình khám phá thử xem như thế nào ha. Nhiều khi vô khu mỏ mình tìm kim cương nó còn dễ hơn là đào đi. Đi đào như vậy á. Mình đang đi theo tiếng gọi của Slam nhưng mà chưa thấy Slam đâu hết. À đây Slam đây. Có bóng chất nhận không? Ồ, hai bóng chất nhận. Đã gì ta. Lụm luôn. Hợp lý nha. Cuối cùng thì mình cũng có bóng chất nhận để mang về làm mấy cái cọng dây rồi. Ơ hay. Tí nữa mình bỏ qua quặng kim cương rồi. Nó nằm ở bên hông nè. Ok. Chuyến đi này mặc dù gặp được nhiều chỗ kim cương nhưng mà chỗ nào chỗ nấy có một viên à. Gom lại cũng được 14 viên á. Nói chung thì cũng tạm thôi chứ không có quá là ok đâu. Hy vọng là sắp tới mình sẽ nhanh chóng có được cái dòng gia tài để khắc phục cái trường hợp nhân phẩm kém của mình nha. Chứ mà kiểu nhân phẩm kém như vậy hoài thì toan mất. Biết chừng nào mới có đủ kim cương để làm giáp đây. Rồi giờ thì ngủ một giấc đi. Sáng thức dậy thì mình sẽ bắt đầu cái công việc tiếp theo. Đó chính là mình sẽ đi dẫn cừu bò về ha. Nhưng mà khoan, mình không có lúa đâu. Thế nên là mình phải đi cày ruộng rồi. Mình sẽ làm một cái thửa ruộng gần nhà ha. Để mình còn có lúa mì rồi dẫn cừu bò về cho nó dễ nữa. Đây. À không cần phải có ruộng đâu. Quên. Mình mới săn được Slam mà. Vậy thì mình sẽ làm một cái cọng dây mình lôi cừu bò về luôn. Hợp lý. Rồi mình sẽ làm luôn ha. Cho vô đây. Công thức cộng dây. Đó. 2 cộng. Làm 4 cộng luôn đi. 2 cộng mình sẽ dẫn cừu, 2 cộng mình sẽ dẫn bò ha. À, nó lại hợp lý luôn. Rồi đi nè. Mình nhớ là hồi nãy mình có nghiêng nghía qua bên đây hình như là có bò ở dưới cừu hay sao nè. Nếu như mình nhìn không lầm. Ở đâu ta? Hồi nãy mình mới thấy mà. Ủa mình nhìn... À nè. Cụ nè. Vậy là mình nhìn không sai á. Rồi. Dắt cừu về thôi. Rồi bò đâu? Mình cần thêm bò nữa. Bò đâu nhờ. Cái vùng này không có bò sao? Bò đâu. I need bò. À đây bò đây. Quá trời bò là đằng khác luôn. Ôi đứt dây. Ê khoan. Ôi mình chạy dữ quá nó đứt dây luôn rồi. Nữa nè. Ê, sao hết đứt dây kia rồi tới đứt dây này vậy? Rồi ok, mình đi từ từ thôi. Mình chạy nhanh quá nó giãn cọng dây rồi nó đứt á. Mất dây là xong luôn á. Rồi. Thêm một nhóc bên này nữa. Đủ rồi ha. Rồi. Đủ chỉ tiêu rồi. Dắt bò là một nghệ thuật đó nha. Không đùa đâu. Dắt lạng quạng là bò lọt xuống hang nè. Thành thịt bò hết luôn á. Không đùa. Còn mấy con bò mà dư bên ngoài này thì mình có thể thịt rồi ha. Chủ yếu là mình kiếm thêm da bò thôi. Ít hơn mình còn làm bàn cường hóa đồ nữa. Ôi nhưng mà sao không có miếng da nữa vậy? Ơ thiệt nè. Toàn là thịt thôi. Đi chân bò cầm cây roi thật to. Bò không đi ta lấy cây ta chặt đứt bò. Bò xách giò bò chạy mất tiêu. Hiện tại thì... mình chưa có chỗ nào đàng hoàng á để mình có thể làm được một cái trang trại. Thế nên là chắc hiện tại thì mình sẽ làm một cái chỗ để mình nuôi tạm thôi á.
nuôi bò cừu tạm thời thôi. Ủa sao đứt dây rồi? Ồ tới khúc này là bị đứt dây. Ok để mình dắt tiếp. Ok nói lại rồi, mình sẽ nuôi tạm đi ha. Đâu đó ở khoảng này nè, khoảng này đủ trống để mình nuôi tạm cừu với bò luôn. Ok giờ thì lấy nguyên vật liệu và làm chỗ nuôi cừu bò thôi. Nguyên vật liệu thì chủ yếu vẫn là dùng những cái loại gỗ đước đồ ha. Mình sẽ làm một cái chuồng bé bé xinh xinh ở đây. Tầm này đi. Em bắt đầu từ đây ha. Ừ khoan, mình phải làm cây cột. Làm cây cột trước. Sau đó mình sẽ nối qua đây. Và cho nó rộng ra một xíu. Giống như vậy. Đấy, tăng chiều rộng lên ha. Tại vì mình còn nhân giống nhiều lắm để cho nó sinh sản ra thịt là nhiều luôn, thì lúc đó mình mới có nhiều thịt với da được. Đó nên mình cũng cần cái chỗ nó tương đối là rộng á. Rồi nói qua đây nè. Xong dài qua bên kia. Cho lọt xuống sông luôn. Lấy thêm diện tích ở phần cặp mé. Ủa cái này cặp mé hồ chứ. Cho bò lọt xuống hồ luôn. Đây xây dài tiếp qua đây luôn ha. Không biết bò có vượt ngục chạy. Ủa vượt chuồng chạy ra ngoài không nữa. Rồi và như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái chỗ để mình có thể nuôi được cừu với bò trong này rồi ha. Đấy, khá là ok luôn, tương đối rộng á nha. Ở chỗ này mình có thể đập ra nè, nó bị dư rồi nè. Cổng vào thì mình sẽ dùng một cái cổng ở đây. Đấy. Và thêm một cái cổng ở hướng ngược lại nữa đi. Mình muốn vô cổng nào thì mình vô ha. Để mình chủ yếu mình vô mình cho ăn thôi à, nên cũng không cần nhiều cổng lắm đâu. Đấy, vậy là sắp. Ơi ẩu rồi, đi xuống nào. Còn thiếu chỗ nào không ta? Rồi, ok, mọi thứ đều ổn rồi á. Giờ thì thắp thêm một tí đuốc nữa. Để buổi tối á, tránh trường hợp là mình nuôi thêm zombie với Reaper đồ nữa, nguy hiểm lắm. Cắm đuốc lên. Cho ánh sáng các thứ ha. Trong này nữa. Rồi, vậy là đảm bảo là trong đây rất là sáng rồi. Thêm một ít ở góc này. Xong rồi ha. Công việc tiếp theo chắc là làm nông dân thôi. Nuôi bò mà không có lúa là không có nhân dân, không có thức ăn để cho bò ăn đâu. Mình sẽ làm thêm một cái thửa ruộng bé bé ở đây nữa là hợp lý luôn. Rồi giờ thì có nên đây rất nên luôn nha. Mình sẽ dùng một ít bột xương để mình kiếm thêm một ít lúa mì mình nhân giống ngay bây giờ luôn ha. Kiếm thêm lứa bò đầu tiên coi. Đây mình sẽ cho bò ăn cái rồi chúng ta về ngủ thôi. Đêm hôm khuya khoắt rồi. Đây ăn đi mà lem đi. Rồi xong phim. Vậy là chúng ơi ôi sao nó chui vô đây được. Định đi ăn chậm bò à, mấy con chim bay thiệt tình giờ nó lộng hành lắm rồi. À nó chui vô theo đường này chui choa ghí rồi. Mấy con này nguy hiểm ghê luôn á. Lạng quạng sáng thức dậy nó ẵm bò mình nó đi hết luôn á. Ghê quá đi về ngủ ha. Giờ mình mới phát hiện. Ôi cái xuồng của mình có một bé ếch nhảy lên ngồi im re trong này nè. Ôi mình có bé ếch giữ thuyền này. Được quá ta. Giờ mình mới phát hiện á. Hồi nãy mình nghe tiếng ếch kêu nên mình mới quay lại. Được nhờ. Mình sẽ để bé ếch ở đó luôn, giữ cái thuyền của mình ha. Ok. Ui. Ếch vừa nhảy đúng không? Wow. Mình vừa thấy ếch nhảy hay sao á. Ừ đúng rồi, ếch nhảy cao lắm. Nè, chuẩn bị nhòm ếch nhảy nè. Ớt. Nó, nhảy nè. Ớt. Mình biết giả tiếng ếch kêu á, hơi bị ghê. Thì ra ếch nhảy cao tới vậy à. Nhỏ nhưng mà sau này mình muốn nuôi ếch thì chắc mình phải làm một cái chỗ nào đó mà mình che lại cái phần mái luôn cơ. Chứ nhảy cao như vậy thì sao mà nuôi được trong cái chuồng giống như vậy đúng không? Ok hiểu luôn. Vậy mình sống ở cái vùng này mình gặp ếch nhảy liên tục luôn á. Hơi bị đã ha. Gần nhà mình có bọn cướp dân làng.
thì ra các ngươi định xâm chiếm rồi đi, để bắt cừu bắt bò của ta về chứ gì? Láo tét hả? Giỡn mà. Như nào khô máu luôn. Một căn ba luôn. Bắn cái gì? Tên này thì mình không giết đâu. Ủa, còn một tên đây nữa. Nguy hiểm. Còn một tên đu cây nữa. Ủa, nó bắn đâu vậy? Rồi, tên đó thì mình sẽ không giết ha, để tránh trường hợp mình bị dính cái hiệu ứng điểm xấu mới được. À, bọn chúng định gieo rắc cái điểm xấu cho mình chứ gì. Mình sẽ không giết đâu. Ừ, mình có cách. Người lại đây. Xác định ngươi rồi. Ơ, à, không lại đây à? Ừ, đúng rồi, có ngon lại đây. Đúng rồi, bước lại đây. À, láo tét. Xuống dưới nha cưng, không có ai vớt người lên đâu. Người đã bị dụ. Này thì tên cướp dân nàng khốn kiếp. Rồi, mình đã cho hắn trả giá cho cái hành động láo tét khi mà dám tới đây để làm phiền mình rồi ha. Nhưng mà hồi nãy mình phát hiện là mình khá là yếu luôn á. Mình chỉ bị mấy con cướp dân làng nó bắn có vài mũi tên thôi à. Mà lượng máu của mình đã giật xuống còn có một vài tim thôi. Nên là bây giờ mình sẽ sử dụng số kim cương mà mình đào được trong ngày hôm nay nè. Chế tạo một cái áo giáp kim cương, mặc cho nó tốt coi. Chứ bị bắn như vậy thì sao mà chịu nổi, coi kìa nó bắn cơ. Nó bắn ác gì ta, nó bắn ngay cái chỗ hiểm của mình luôn. Kìa. Trời đất ơi. Nguy hiểm chưa? Mặc áo kim cương vô nè. Đấy, chỉ cần cái áo kim cương thôi chứ là lượng giáp đã tăng lên khá là nhiều rồi ha. Mình có nên làm thêm cái quần không ta? Mình sẽ chừa kim cương để làm bàn cường hóa nè. Còn 6 kim cương. À, 6 kim cương thì mình làm được cái nón. Không đủ cái quần nhưng mà mình đủ cái nón nè. Ok, làm luôn cái nón. Đây rồi, lên giáp kim cương nào. Đấy. Ít ra giáp nó cũng phải nhiều như vậy nè, chống cự nó mới tốt được ha. Nhà mình hình như còn thiếu cái chỗ treo giáp thì phải. Để bây giờ mình sẽ làm luôn cái chỗ treo giáp đi ha. Để có gì mình còn treo giáp trưng bày lên nữa chứ. Đây, giá để giáp. Mình sẽ đặt ở tầng dưới luôn á. Chắc mình sẽ đặt ngay cái góc góc nào trống ta, góc này. Ở đây còn trống nè, mình sẽ treo tạm cái giáp sắt. Cái bộ giáp sắt đầu tiên mà mình sở hữu lên ha. Ít hôm nữa mình có đủ kim cương thì mình sẽ treo nốt thêm hai cái món này lên luôn. Để trang trí cho cái nội thất, cho cái ngôi nhà của mình ha. Nhưng mà mình vẫn chưa cam tâm cái việc mà bữa nay mình nhỏ tới mức là mình không có đủ kim cương để làm một bộ giáp á. Không được rồi, lên giáp lại thôi. Mới treo nhưng mà giờ mình mặc lại đi. Để chúng ta có một chuyến đi mai tiếp theo ha. Hy vọng chuyến đi này thì mình sẽ tìm được nhiều kim cương hơn chuyến đầu tiên mới được. Sẵn tiện mình ghé qua coi cái thanh niên mà mình dục hắn xuống cái chỗ nước này còn sống không. Ý, hắn mất tiêu rồi. Hắn bốc hơi mất tiêu rồi. Thấy ghê. Lắp lại. Không biết gì hết. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra nha. Ok. Ồ, rồi, bắt đầu mình thấy hang rồi nè. Ồ, đây rồi. Nó đây rồi. Cái hang đầu tiên đã cho mình kim cương và... mấy quặng? 2 quặng. Wow. Được. Có vẻ là lần này thì chúng ta đã hên hơn rồi ha. Cứ như vậy mà phát huy nha. Ở đây nó vẫn còn đường đi nè. Để mình xuống thử xem. Chính xác, ở dưới này nó lại có thêm quặng kim cương khác nè. Nhưng mà lần này thì chỉ có một quặng thôi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cạnh cái chỗ một quặng là cái chỗ 2 quặng kim cương nha. Ô là la. Đây rồi, tìm kim cương phải như vậy thì mới thích cơ. Ui, đây là cái chỗ kim cương có 3 quặng đầu tiên mà mình tìm được nè. Yes. Trời ơi, cảm giác nó đã nha. Sướng thì chứ. Rồi, tiếp tục phát huy nào. Cái hang này có vẻ còn rất là rộng luôn. Tha hồ cho mình tìm kim cương ha. Lần này thì mình quay về nhà với chiến lợi phẩm là chỉ có 6 viên kim cương thôi. Nhưng mà với khoảng thời gian đào được 6 viên kim cương này thì
cũng rất là ngắn nữa nên mình thấy cũng khá là thành công rồi. Và như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã có được những cái món giáp kim cương đầu tiên rồi nè, một cây cúp kim cương nữa chứ. Sắp tới thì mong rằng chúng ta sẽ sớm có được một set đồ kim cương và full một cái bộ dụng cụ bằng kim cương luôn nha, để dùng cho nó tốt. Ngoài ra thì chúng ta còn có được một cái chỗ nuôi bò, nuôi cừu bé bé xinh xinh đằng kia kìa. Sắp tới thì mình sẽ chăm chỉ mình nhân giống nó lên để chúng ta sớm có được bàn cường hóa. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi mai ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp của mình trong phiên bản 1.19 mới mẻ này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.